ăn dặm cho bé khoa học ngay từ lần đầu tiên. Ăn dặm là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển giao trong quá trình tiêu thụ thức ăn từ thể lỏng sang làm quen với thức ăn thể đặc và rắn. Chính vì vậy, khi bắt đầu ăn dặm, mẹ cần trang bị đầy đủ kiến thức để giúp quá trình ăn dặm của bé không chỉ trở nên dễ dàng mà còn khoa học ngay từ lần đầu tiên. Thực phẩm nào tốt cho trẻ trong giai đoạn đầu ăn dặm? Theo các chuyên gia nhi khoa, khẩu phần của trẻ ăn dặm phải có đầy đủ 4 nhóm thực phẩm cần thiết: tinh bột, gạo tẻ, ngô, chất đạm, các loại thịt, cá, trứng, sữa, chất béo, dầu thực vật, mỡ động vật, chất xơ, vitamin và khoáng chất, các loại rau xanh, các loại củ. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu, mẹ nên tập cho bé ăn từng loại thực phẩm riêng biệt. Nếu nuôi con theo cách truyền thống bằng bột gạo hoặc cháo xay, mẹ có thể cho con bắt đầu ăn dặm bằng nguyên liệu bột, sau đó mới thêm đạm, rồi đến dầu và cuối cùng mới thêm rau. Với bột ăn dặm chế biến sẵn, chỉ nên bắt đầu bằng bột chứa các loại ngũ cốc, không nên dùng bột ngũ cốc hỗn hợp. Mẹ cũng có thể bắt đầu bằng quả chín hoặc rau củ mềm, hấp cách thủy rồi nghiền nát, quả chuối, quả bơ, bí ngô, cà rốt, khoai lang, sau đó mới tập cho bé ăn thịt rồi ăn rau xanh. Việc lựa chọn phương pháp nào là tùy thuộc hoàn toàn vào điều kiện của mỗi gia đình cũng như nguyện vọng của mẹ và bé. Không có quy định ngặt nghèo phải bắt đầu từ thực phẩm nào. Nguyên tắc chung là nên bắt đầu bằng thức ăn ít khả năng gây dị ứng và gần giống với loại sữa bé đang dùng nhất. Chẳng hạn, nếu bé đã quen với vị ngọt hơn của sữa mẹ, hãy thử bắt đầu bằng cách nạo chuối chín cho bé ăn. Nếu bé quen với vị nhạt hơn của sữa công thức, bạn có thể bắt đầu bằng các loại quả nhạt như quả bơ. Khẩu vị của các bé rất khác nhau, vì vậy mẹ cần thử nghiệm để tìm ra phương án thích hợp nhất cho bé yêu của mình. Tập ăn vào buổi sáng. Một vấn đề khiến nhiều bà mẹ trẻ băn khoăn đó là nên tập cho bé ăn dặm vào thời điểm nào trong ngày, buổi sáng hay buổi chiều? Về nguyên tắc, để việc ăn dặm trở nên dễ dàng hơn, mẹ nên chọn thời điểm bé cảm thấy muốn ăn nhất. Trẻ bú mẹ thường hào hứng hơn vào cuối ngày khi nguồn sữa mẹ kém dồi dào. Trẻ được nuôi bằng sữa công thức lại thường đói nhất vào buổi sáng. Khi tập cho con ăn món mới, mẹ nên bắt đầu vào buổi sáng, vì nếu bé có phản ứng với thức ăn thì tới chiều tối các hiện tượng rối loạn tiêu hóa cũng chấm dứt. Bắt đầu một món mới vào buổi tối có thể đi kèm nguy cơ phải thức trắng đêm vì con. Bắt đầu với chỉ 1/2 thìa thức ăn. Khi bắt đầu cho trẻ ăn dặm, hãy cho bé ăn khoảng 1/2 thìa cà phê thức ăn hoặc ít hơn. Trong khi ăn, hãy trò chuyện với bé. Một hai lần đầu, bé có thể không biết phải làm gì, bé bối rối, nhằn mũi, để thức ăn quanh miệng hay nhảy hết ra. Đây là phản ứng bình thường. Vì thế, để việc tập ăn dặm lần đầu của bé bớt khó khăn, mẹ có thể cho bé bú một chút sữa mẹ hoặc sữa công thức trước khi dùng thức ăn đặc. Sau khi ăn hết thìa bột, bạn lại cho bú để bé không cáu khi quá đói. Trong quá trình ăn dặm, các mẹ không nên trộn thức ăn đặc vào bình sữa, vì cách này có thể khiến bé bị sặc hoặc ăn nhiều hơn cần thiết, dẫn tới tăng cân quá mức. Cần cho bé làm quen với một bữa ăn chuẩn mực, ngồi thẳng, ăn từ thìa, nghỉ ngơi giữa các lần bón thức ăn và ngừng khi ăn no. Những kinh nghiệm này sẽ giúp bé hình thành thói quen ăn uống lành mạnh suốt cuộc đời. Tuyệt đối không ép ăn. Trong giai đoạn đầu cho bé ăn dặm, nếu bé háo hức há miệng và vui vẻ tiếp nhận đồ ăn thì mẹ có thể yên tâm là bé đã sẵn sàng. Trái lại, nếu bé nhăn nhó, bặm miệng, ngoài mặt đi hoặc phì thức ăn ra thì bé chưa sẵn sàng và mẹ không nên ép con. Nếu lần đầu chưa thành công, mẹ kiên trì thử lại. Nói chung, thường phải sau 6 đến 10 lần trẻ mới chấp nhận thức ăn mới. Cảm ơn bạn đã xem kênh Vui Khỏe Mỗi Ngày, được bảo trợ bởi nhãn hàng bột tắm Chem Nhân Hưng. Bột tắm Chem Nhân Hưng có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm ngứa, sạch da, giúp điều trị các bệnh tràm sữa, viêm da cơ địa, hằm tã, rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bạn đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhé!